Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh của em. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình 0348308843. Rồi, giá cả bên em thì chưa bao ship nha mọi người. Tiền ship thì nó cũng không có nhiều hết á. Tại vì em thường gửi là gửi chậm bên Viettel. Gửi hường á, dịch vụ gửi hường tặng tay ha. Bên Viettel thì giá cước nó cũng không có cao lắm. Nói chung là giá cước nó rẻ. Rồi, khách mới thì vui lòng chuyển khoản giúp em sẽ gửi hàng. Không có nhận cạc điện thoại nữa nha mọi người. Vì tiền điện thoại nó nhiều quá rồi, xài không hết. Mấy triệu điện thoại rồi. Rồi, khách quen rồi thì mọi người có thể gửi COD ha. Đối với mấy khách mua quen. Rồi, video hôm nay có mã là 234 nha mọi người. Nha, mọi người mua hàng thì nhấn mã video với lại sản phẩm. Đó, trên mở sản phẩm thì nó đều có mã nha mọi người. Nha. Ví dụ như này mã số 1 ha. Rồi, Nam giới thiệu một ít đôi giày ha, giày hàng hàng đã qua sử dụng nha mọi người ha, mọi người chú ý giùm em, đã qua sử dụng và được chọn lọc mấy những cái đôi nó nói chung là còn tương đối đẹp, với lại những đôi mẫu mã nó lạ đẹp. Rồi, nói chung hàng này thì nó mỗi một mẫu nó chỉ có một size thôi mọi người ha. Nên mọi người chú ý coi kỹ size giúp em. Nó không có nhiều size cho một cái mẫu đâu. Mẫu nó về cái một cái size duy nhất. Và nó sẽ là có những đôi nó rất là độc. Không có đôi thứ hai ha. Rồi, em giới thiệu mọi người đây, đôi đầu tiên. Đây là đôi Decenti ha, thương hiệu của Nhật. Decenti đôi này dày thể thao. Đây, đôi này size nó cũng khá to đó. Nó chuyên đi thể dục thể thao ha, đi chạy bộ này kia, tại vì nó làm dạng nè lưới thoáng khí nè ha, để mình mang nó không có bị hầm bẫy chân. Nè, cái lưới mọi người có thể nhìn thấy ha, nó không thoáng qua cái bên xuyên qua bên ngoài luôn. Rồi, đế thì rất là bám. Rồi, đôi số 1 Decenti. Mã số 1 ha. Size 43.5 ha mọi người. Chân mọi người 43 với 43.5 mang là ok ha. Rồi, giá 550 nha. Này. Đây là cái tem của nó. Decenti, thương hiệu này của Nhật nha mọi người. Size USA nè, size 10. Dài hơn là em sẽ thử vô chân của em ha. Rồi em sẽ tính size lên. Cho nên nó rất là vừa. Không có bị size số như là nhìn trên cái tem thôi không ha. Phải thử vô chân. Đó, này là size 43.5 ha. Là chân khoảng 27.5 cm nha mọi người. Cái chiều dài chân mọi người tính từ cái đầu cái mũi chân đến cái gót ha. Mọi người đo ra. Đứng lên cái thước đó đo.
Tiếp theo là đây, đôi giày dạng giày tây công sở nha mọi người. Đôi này size 40 ha. Này nó có ghi tem là 250 cm, là size 40. Cái này em thử chân của em là size 40.5, vô vẫn được nhưng mà mang nó hơi cứng ha, cho nên là size 40 là vừa ý với mọi người nè. Đẹp. À, mọi người mang vô vừa là kéo dây nó lại nó như vậy nè ha. Nó đẹp lắm. Đó. Dây nó khép lại như vậy. Về tay có dây. Đôi này của Hàn Quốc sản xuất nha mọi người. Sản xuất tại Hàn Quốc. Hình như nó có in cái hiệu nè. Trong là nó lót da. Đó, bên ngoài da bóng. Rồi đôi này size 40 ha. Giá 650.000. Giờ tay. Rồi số 3, cái đôi này cái hiệu cũng xịn đó. Đôi giày còn rất là đẹp mọi người. Đôi giày này còn rất đẹp. Đường keo nó còn cũng đẹp luôn. Đôi này dùng để chơi giống như là chơi cầu lông, tennis này kia ha. Nào người xem cái đế nó. Cái đế dạng này là nó bám kiểu chơi thể thao. Iverson, Iverson là hiệu nó. Rồi con này là size 41 cho mọi người. Em thử trên chân em là lên size 41 nha. Mang ok. Là chân khoảng 260 cm ha. Rồi size 41, mã số 3, 650.000. Đôi này còn rất đẹp. Nó làm cái kiểu này giống của Nike ha. Nike nó có làm cái có một cái mẫu nó làm mấy cái lỗ này nè. Nhìn khá là giống luôn. Rồi. Rồi tiếp theo con này là một đôi này Nhật sản xuất nha mọi người. Đôi này giày của Nhật, Japan nha. Đôi giày da kiểu giống như giày tây mà có dây ha, kiểu giày da. Nó khá là nhẹ nha mọi người, so với giày tây kia thì nó khá là nhẹ. Nhật nó làm những đôi giày rất là nhẹ. Thấy đa số giày của Nhật thường làm rất là nhẹ mọi người. Nó làm cho mình đi cảm giác nó sướng chân. À, cái da nó cũng mềm lắm. Mà không biết da nó là bằng da gì mà nó rất là mềm.
Đây, cái form nó mang vô nó sẽ như vậy ha, nó đứng như vậy nè. Rồi con này size 40.5 luôn nha mọi người nè. Để tem Nhật. Tem Nhật còn nè. 251/2 là 25.5 cm ha. Chân mình á. Thương hiệu Yuki Togi. Made in Japan nha. Nhật sản xuất. Chân 25.5 mang vừa, size là 40.5 ha. Mã số 4 giá 750 nha. Đôi này nó màu là màu nâu. Đúng chất màu nâu luôn. Nâu dạng nâu cà phê ha. Giống như màu cà phê. Rồi tiếp theo một con cái con gà trống mọi người. Đây là con gà trống. Con gà trống nha. Hiệu Pháp. Con gà trống nè. Con gà trống nó heo hôm nay nha mọi người, heo lên cái da. Đây hiệu của Pháp nha. Lico Sport Tit ha. Gà trống hiệu đỉnh cao của Pháp. Cái đôi này rất là dễ mang nha mọi người. Đôi này cũng là 40.5 ha. Mình lọt dây ra giày là mang nha nè. Đó. Hiệu Pháp. Sản xuất bởi DCT ha. Sản xuất bởi cái công ty của Nhật, DCT đó là cái hãng giày của Nhật nè. Như cái đôi giày nãy đi xin ti là cái thằng này với thằng đó không biết là hợp tác sao, thằng Nhật thằng Pháp, rồi nó sản xuất ra đây mang rất là dễ, xỏ vô gài cái này lại thôi. Đây chân em 40.5 mang vừa đi nè. Vừa, rất là êm chân luôn. Vừa y. À, nó có mai cái mũi lại nha. Cho nó chắc chắn, xài rất là bền. Da dày. Rồi con gà trống là mã số 5 ha, 40.5, size 40.5, chân 25.5 cm, mang giá 600.000. Thêm con này của này sản xuất ở Hàn Quốc mọi người. Rồi con này cũng khá là nhẹ mọi người, cái đế nó bằng cao su xịn nhưng mà nó thiết kế rất là nhẹ, khá nhẹ, ngoại hình còn tương đối ok đẹp. Này mang nó cạnh đế nó xước một xíu. Xước cái sơn. Cái này nó giống giống da lộn. Nghe nó im im mà. Tay hiệu nó nè. Rồi này nó ở Hàn Quốc. Rồi con này size 42 ha.
Size 42 nha mọi người. US9. Size 42 mang ok nha. 42 là chân khoảng 265 ha. 26.5 cm. À, cái kiểu này nó làm cái viền đế nó mỏng, nhìn rất là lạ mọi người. Cái viền đế này, cái đế nó mỏng xuống. Cái này là da lộn nè. Da lộn mà. Rồi, con này mã số 6 ha, size 42, 650 nha. Đế còn quá ok. Con này xịn đây. Con này nó chuyên chạy bộ ha. Nè, chạy bộ thể dục nè. Hoặc chơi cầu lông, tennis. Trong vận động đó mọi người. Trong mấy cái dòng vận động nè, nó thường sản xuất nó cái mấy cái lỗ xốp như này. Cái lỗ hơi ở dưới đế ha. Cho nó vừa nhẹ. Nè, rất là nhẹ luôn nha. Nhẹ thể thao rất là nhẹ. Đây, cái đế nó còn nguyên cái chữ dưới đây luôn, chưa bị mòn luôn. Đế còn quá đẹp. Cây quýt ha, thương hiệu của Mỹ, sản xuất tại Indonesia. Đây, USA nè. Mỹ sản xuất tại Indo ha. Con này thì size khá to đó mọi người. Đây, size nó là 43 mọi người. Em mang là 40.5, dư một cúc. Dư khoảng 2.5 cm rồi. Đó. 43 mang ha. Size 43 là chân khoảng 270 nha mọi người. Ha. Chân cỡ 270. Bảy mươi hay 75 mang được, quá đẹp. Dây nó làm trùng màu với cái đôi giày luôn. Cây quýt keo đồ của giày nó rất là xịn, bền. Rồi, con cây quýt này mã số 7 nha. Size 43. 700.000. Rồi, tiếp theo một con này là đây. Con này kiểu Hàn Quốc nha mọi người. Kiểu này của Hàn Quốc. Nhà Hàn Quốc nha. Hàn Quốc, chất lượng rất ok. Kiểu dáng nó thời trang à. Kiểu nó thời trang, dạng như nó nhiều kiểu Hàn Quốc, nó đa dạng so với mấy giày mấy nước khác. Cái này size 40.5 luôn nha, chân 25.5 cm mà ha. Em mang vô vừa y. Size 40.5. Này, cái này nó xài cái cọng dây rút này nha mọi người. Rút xuống sau. Đó, vậy là 40.5.
3 hiệu nó nè. Còn hiệu trên cái lót giày luôn ha. Lót giày rim. Xài rồi, nó bong tí đây ha. Có bong chóc tí bên trong. Rồi bên ngoài thì ok, ngoại hình này ok. Đế ok luôn, đế quá ok luôn. À, đế còn rất là bám, ít mòn. Rồi cái con này là mã số 8 ha, size 40.5, 350 ngàn. Giá quá bèo, 350 ngàn. Ồ, con Adidas này đọc nè. Con Adidas dạng nhẹ mọi người. Nó nhẹ nè, nó làm bằng cái xốp bông, cái hộp xốp nha mọi người nè. Tây trang cái hộp cái thùng xốp mình. Nhưng mà nói vậy thôi chứ nó là một cả một công nghệ của nó. Đế dạng đế boot đây, nó tên gọi đế boot thôi. Nè. Nè, nó y như hộp xốp mình nè, nhưng mà nó rất là bền nha. Chứ không phải như cái thùng xốp. À, ở trong nó cũng là xốp đó. Đi cho nó im. Nó nhúng nhúng mềm lắm nè, keo nè, hơi bị bền luôn. Cái này là cái bên ngoài này là giống như cái vải nó đan mọi người, chắc lắm, nó chỉ nó đan nè ha, nó đan thành một cái miếng vải dày giống như vải bố ha. À, cái bố dày lắm ha, cái vải dày ha. Rồi nó mới cắt một mặt hai mảnh nó ráp lại với nhau bằng chỉ nè ha. Đây nè, thiết kế của nó rất là độc, nó ráp hai mảnh lại với nhau đó. Rồi nguyên đôi giày này là hai cái mảnh vải ha, cái nó sẽ ráp ráp trên đây, ráp đây. Rồi cái mài lót vô nè ha, cái thiết kế của Adidas nè, ba sọc. Đây, nguyên tem đi nha. Tem còn nguyên. Đó. Tem mở code luôn. Boot. À, cái hiệu nó là nè, 350. Đôi này là size 39 nha mọi người. Size nhỏ hơn chân em, mang không có vừa. Mang không có thử vô được. Đó, nói chung là nó vậy. Mang nó rất là cái vừa cái chân, nó thiết kế này nó mang mang cho vừa chân mà đi nó sướng, kiểu nó đời sau này á, sau này nó thiết kế mới dài mang đi ngoài trời sướng, đi chơi đi đâu cũng được, đi làm việc đi học. Rồi, cái này mã số 9 ha. Size 39 550 ngàn. Rồi cuối cùng là cũng là đôi Adidas luôn. Đây. Adidas này rẻ không mọi người. Cái này nó xài rồi, thấy nó phai phai màu. À. Phai tem ha. Cái đôi này mình xỏ vô thôi, không có cần cột dây cột gì hết ha. Dây nhợ gì hết nè, Adidas luôn. Rồi này size 39 mang ok mọi người. 39 là chân khoảng 23.5 mọi người. Rồi 250 nè, mã số 10. Adidas nha, ba sọc nè, còn nguyên nè. Ba sọc còn nè. Và sọc này chưa có bông. Nói chung là tại vì cái màu trắng ha, cho nên nó rất là dễ dơ. Đó, chứ không gì. Nè, đế còn đẹp. Đế chắc chắn. Rồi, Adidas này giá 250 ngàn thôi. Mã số 10 ha, size 39.
kết thúc video đây ha. Mọi người mua hàng thì liên hệ em, có số điện thoại ở trên đó. Rồi, xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Mọi người theo dõi kênh thì bấm vô đăng ký nha. Chưa đăng ký thì bấm vô đăng ký. Đăng ký bật thông báo về mấy cái tin, mấy cái video mới đăng lên. Sẽ thông báo về cho mọi người qua điện thoại ha. Rồi, em chào mọi người. Hẹn gặp lại.